Để quân được thăng tiến, thành công trong sự nghiệp, tôi phải ôm con bỏ về quê vì tôi sợ. Nếu ở lại thành phố, mối quan hệ của tôi và anh sẽ bị lộ. Tôi mong chờ, hy vọng về tương lai gia đình sum họp trong hạnh phúc. Nhưng tất cả sụp đổ khi quân bí mật kết hôn với một người khác. Thưa quý vị, đây chính là lời tâm sự trong nước mắt của một người phụ nữ bị chồng bỏ rơi. Tình cảnh của chị phải nói là vô cùng cay đắng. Vâng, thưa quý vị, chắc chẳng thể có điều gì đau đớn hơn khi người chồng mình hết mực yêu thương, sẵn sàng hy sinh mọi thứ, kể cả danh phận, đã đánh đổi mọi thứ. Vì những cái lợi trước mắt, anh ta thấy đáng giá hơn vợ con mình. Vợ anh vẫn nín lặng vì chị không thể tìm ra cách giải quyết cho chuyện của mình. Chị sẽ thế nào? Tiếp tục im lặng, bỏ qua mọi chuyện, ôm con đi đến thành phố khác để thời gian sẽ cho mọi chuyện vào quên lãng? Hay là chị sẽ tung hê hết tất cả để trừng phạt anh? Vì đó là cái giá anh xứng đáng phải chịu sau mọi thứ anh đã gây ra cho vợ con mình. Quý vị hãy cùng theo dõi câu chuyện để cho chị những lời khuyên và cách giải quyết thỏa đáng nhất. Tôi và anh yêu nhau từ khi còn đang học cấp 3. Tình yêu tuổi học trò đẹp đúng kiểu mộng mơ của mối tình đầu. Thuần khiết, trong sáng và không hề chịu bất kỳ tác động nào của đồng tiền. Tình yêu của chúng tôi kéo dài qua những năm tháng ôn thi đại học đầy cam go. Sau khi tốt nghiệp, tôi chọn thi vào Đại học Bách Khoa. Còn em thì theo học một trường cao đẳng về tài chính. Những ngày học đại học, tình yêu giữa tôi và em vẫn đẹp đẽ vô cùng. Chúng tôi yêu thương nhau mỗi ngày. Chẳng bao giờ chúng tôi giận dỗi nhau được đến ngày thứ hai. Tình yêu nồng ấm khiến tôi không thể giữ được mình. Từ quê ra thành phố học, không có bố mẹ quản lý, tôi đã trao cho anh thứ quý giá nhất của người con gái. Những buổi tối đi chơi kéo dài đến đêm khuya, không có ai đứng đợi cửa, không có cuộc điện thoại nào rục rã tôi về nhà. Tôi đã bị cuốn theo anh lúc nào không hay. Hay là mình vào đây nhé. Không sao đâu. Đi. Đi anh. Từ lúc yêu em, tôi đã quyết nhất định sẽ cưới em làm vợ. Nên tôi muốn chúng tôi yêu nhau một cách trọn vẹn nhất. Tôi sẽ không bao giờ chối bỏ trách nhiệm vì tất cả những gì tôi đã làm với cuộc đời em. Nhưng rồi, điều trớ trêu nhất đã xảy ra. Khi biết tin mình có thai, tôi đã sợ hãi vô cùng. Lúc đó, tôi vẫn đang là sinh viên năm cuối. Ở quê tôi, chuyện chưa chồng mà chửa được xem là một chuyện tày đình. Toàn thân tôi run rẩy khi bác sĩ thông báo cho tôi cái tin đó. Đối với nhiều người phụ nữ, đó sẽ là niềm vui, niềm hạnh phúc. Nhưng đối với một cô sinh viên như tôi, đó là nỗi run sợ. Đối diện với sự việc lúc bấy giờ, quả thực tôi không biết phải làm thế nào nữa. Anh ơi, làm sao bây giờ? Sáng nay mẹ em nói chồng con có gì khăng khác ấy. Hay là mẹ em đã đoán ra? Hay là để anh về nói chuyện với bố mẹ bên nhà, rồi đưa mọi người sang nói chuyện với nhà em? Không được, em còn chưa học xong. Với cả như vậy mất mặt chứ. Hay là mình... sợ hãi đến nỗi đã bàn với tôi về việc bỏ đi đứa con chưa thành hình ấy. Nói trong nước mắt, giọng run rẩy, em bảo rằng chúng tôi còn quá trẻ, chưa có gì để chuẩn bị cho một gia đình,
một đứa con. Em chưa tính đến chuyện này. Em chưa có tâm lý để trở thành một người vợ. Chứ đừng nói đến chuyện em đột ngột trở thành một người mẹ. Thế nhưng anh đã gạt phắt đi. Anh không cho tôi làm cái việc tày trời ấy. Anh nói chúng tôi đang có một niềm hạnh phúc vô giá, nên dù chuyện có thế nào cũng phải giữ lại đứa bé đó. Anh rất quyết đoán, nên phần nào tôi đã bớt đi cảm giác run sợ. Tin tưởng anh, tôi để anh giải quyết tất cả những rắc rối xung quanh câu chuyện này. Như tôi đã nói từ đầu, tôi sẽ cưới em làm vợ. Chuyện xảy ra chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Sau chuyện nhỡ nhàng mà chúng tôi gây ra, lấy hết can đảm, tôi đã báo cho bố mẹ ở nhà để bố mẹ chuẩn bị mọi thủ tục sang nhà em hỏi em về làm vợ cho tôi. Rất may là bố mẹ đều biết chuyện của chúng tôi, nên hai người chẳng ai phản đối. Nói đúng hơn là bố mẹ rất vui khi biết tôi sẽ lấy em làm vợ. Tất nhiên là chúng tôi giấu, không cho bố mẹ biết chuyện tôi đã có thai. Nói gì đi chăng nữa, dù bố mẹ anh có hiện đại đến đâu, có thông cảm đến đâu, chắc cũng sẽ không hài lòng nếu biết tôi đã không giữ mình cho đến khi kết hôn. Tôi nhắc anh đừng nói chuyện đó với bố mẹ. Tôi không tự tin nếu bố mẹ anh biết thực chất chuyện cưới xin này diễn ra với mục đích chính là vì tôi đã có bầu. Tôi mỉm cười ôm em vào lòng. Tôi hiểu cảm xúc lo lắng của em. Nhưng em không hiểu một điều rằng tôi sẽ thay em nhận hết mọi trách nhiệm về mình. Dù vậy, để em an tâm, tôi không hề nói chuyện đã xảy ra với bất kỳ một ai. Bởi cái nhìn của những người dưới quê vẫn rất khắt khe hơn thành phố rất nhiều. Còn chỗ thiếp này, em mời bọn con gái học phổ thông nhé. Em mời cả rồi, đứa nào cũng con bồng con bế cả. Thế bọn con gái lớp anh ấy, anh có mời ai không? Anh không đưa được thiếp, nhưng mà anh đã nhắn tin và gọi điện rồi. Ngày mai chúng nó sẽ về. À, mai cái Hoa sẽ về trang điểm cho em đấy. Còn bây giờ, đã đến giờ đi lấy áo cưới. Đi thôi. Thật mừng là chuyện cưới xin của chúng tôi diễn ra rất suôn sẻ. Hầu như không có trục trặc nào xảy đến. Mọi việc được tiến hành một cách êm thấm. Chẳng ai biết tôi đang có bầu. Chắc tại lúc đó tôi quá gầy gò, nên dù đến ngày cưới, cái thai trong bụng tôi đã được gần 3 tháng, cũng không ai đoán ra được. Những ngày gần cưới, khi nhìn thấy mọi thứ được chuẩn bị tươm tất, tôi thấy hạnh phúc lắm. Nỗi lo lắng, sợ hãi tự nhiên bay biến đi đâu hết. Chỉ còn lại niềm vui lâng lâng. Tôi đã hứa với em, tôi sẽ lo lắng cho mẹ con em đến ngày cuối cùng của cuộc đời. Có vẻ như em rất tin tưởng ở tôi. Thế nên càng ngày em càng háo hức được trở thành người vợ, người mẹ. Nhìn bộ dạng đĩnh đạc của anh khi lo toan cho đám cưới này, tôi tin anh lắm. Tôi tin anh sẽ là một người chồng tốt, vì tôi, vì con. Dù chúng tôi còn rất trẻ, vẫn đang ở độ tuổi ham chơi, nhưng có thể tình yêu của chúng tôi đã ở vào độ chín, nên tôi không hề có cảm giác lo lắng anh sẽ là một người chồng mải chơi. Không thể, vì anh đã đứng ra bảo vệ tôi, bảo vệ đứa con của chúng tôi. Anh cho tôi một niềm tin mãnh liệt rằng hạnh phúc của chúng tôi sẽ là mãi mãi. Tôi cũng đã cùng chung ý nghĩ với em. Chuyện của chúng tôi sẽ không có gì có thể chia cắt được. Đúng là ý nghĩ của những người trẻ tuổi, thiếu va đập trong cuộc sống. Làm sao tôi biết rằng cuộc sống sẽ có nhiều biến động xảy ra, dẫn đến nhiều thay đổi. Trước mắt tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối ở anh. Sau khi đã làm vợ anh, tình yêu của chúng tôi vẫn ngọt ngào như trước. Vì tôi có bầu, anh thay tôi làm mọi việc lặt vặt ở trong gia đình. Anh không cho tôi động tay động chân vào bất kỳ việc gì. Điều duy nhất tôi phải làm đó là học. Cố gắng đỗ tốt nghiệp trường cao đẳng nơi tôi đang theo học. 2 tháng sau khi nhận bằng tốt nghiệp, em sinh cho tôi một cậu con trai kháu khỉnh.
Cả hai bên gia đình nội ngoại đều rất vui mừng. Tôi thì quá đỗi hạnh phúc. Tôi thấy mình dường như được có tất cả những thứ mà nhiều người đàn ông ngoài 30 tuổi mới có được. Một gia đình hạnh phúc, một người vợ dịu hiền, một đứa con trai đáng yêu. Vì muốn vợ chồng được gần nhau nên tôi không về quê, mà hai mẹ con tôi vẫn ở lại nhà trọ. Bà ngoại lên chăm cháu giúp tôi 2 tháng rồi mới về. Đến khi con tròn 1 tuổi, tôi cai sữa rồi gửi con về quê cho ông bà nội chăm giúp. Bà ơi, ra đón cháu vào đây. Em bế con vào nhà đi. Đã. Mẹ đang thắp hương trong nhà đấy. Bà ơi, cháu chào bà. Nào nào, con chào bà nào. Ở lại thành phố, tôi xin được một chân kế toán tại một siêu thị nhỏ, bắt đầu những ngày tháng làm lụng để nuôi chồng, nuôi con. Em tốt nghiệp trước tôi gần 2 năm, nên đến khi em đi làm, tôi vẫn đang ở năm cuối đại học. Những năm đầu tiên, tôi đều đi làm thêm để có tiền nuôi bản thân mình. Đến khi có gia đình thì nuôi vợ, nuôi con. Nhưng đến gần thời gian tốt nghiệp, em không cho tôi đi làm nữa. Em sợ tôi bị ảnh hưởng đến việc học. Em nói mọi việc về kinh tế, thời gian này em sẽ cái đáng tất cả. Em giải thích với tôi rằng dù sao em cũng đã tốt nghiệp, con cũng đã gửi ông bà nội trông nom, nên tôi không cần thiết phải đi làm để nuôi em nuôi con nữa. Anh rất ham học. Ngoài việc học, hầu như anh không còn đam mê nào khác. Nuôi một ông chồng đi học tốn kém không kể xiết. Tôi không nghĩ là lại tốn nhiều đến như thế. Tôi cứ nghĩ nuôi anh ăn học là việc vô cùng đơn giản. Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Anh đi học tiếng Anh, học thêm chỗ này chỗ kia, rồi tiền mua sách vở, tiền làm đồ án, bao nhiêu thứ tiền đổ lên đầu tôi. Thế nhưng tôi không thấy khổ, mà chỉ thấy hạnh phúc, vì chồng tôi là người có chí hướng. Tôi tin nhất định sau này anh sẽ làm nên nghiệp lớn. Bố mẹ hai chúng tôi đều nghèo, không có điều kiện giúp đỡ, nên tiền ăn học thời gian đó của tôi hoàn toàn do một tay em lo liệu. Ngoài việc làm ở siêu thị, em còn nhận đồ về đan, may gia công. Có những khoảng thời gian em thức trắng đêm liên tục để làm kịp thời gian giao hàng cho khách. Còn luận văn tốt nghiệp nữa là xong. Vậy anh đi rửa tay chân đi. Hôm nay em làm cá kho tộ đấy. Ủa, ngon thế. Anh đang đói đây này. Rồi cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, bao nhiêu cố gắng của anh và cả của tôi nữa, anh cũng tốt nghiệp ra trường với tấm bằng loại giỏi. Anh được nhận ngay vào một công ty với mức lương 3 triệu đồng một tháng. Điều này khiến anh không hài lòng, vì mức lương này cũng chỉ bằng lương tôi đi làm ở siêu thị và nhận thêm đồ về may. Thế nên anh bỏ việc sau 2 tháng đi làm. Thời gian này chúng tôi đã đón con lên trông nom, vì tôi cũng đã đi làm. Có tiền, có thể lo lắng cho cuộc sống của hai mẹ con. Thế nên khi tôi nghỉ việc, em bắt đầu thấy lo lắng. Anh cho rằng mức lương đó không xứng đáng với mình. Biết chồng có phần tự cao tự đại về khả năng của mình, tôi lựa lời khuyên nhủ, nhưng anh đều bỏ ngoài tai. Thấy vậy, tôi đành động viên anh, cầu mong anh sớm tìm được nơi vừa ý, ổn định, bởi con trai của chúng tôi sắp tới tuổi đi học, sẽ có nhiều thứ phải chi tiêu. Cuộc sống bắt đầu có những sóng gió, có những căng thẳng xen vào cuộc sống của chúng tôi. Một ngày cuối tháng, tôi mừng rỡ gọi điện cho em, thông báo là đã có một tập đoàn nhận tôi vào làm việc với mức lương rất cao. Em chúc mừng tôi bằng một bữa tối thật thịnh soạn. Niềm vui lại rạng rỡ trên gương mặt em như ngày nào, hoàn toàn khác hẳn
vẻ mặt nặng trĩu lo âu kể từ cái ngày tôi xin nghỉ việc. Tôi hiểu, sống ở thành phố, một ngày không đi làm, không làm ra tiền sẽ rất khó khăn để duy trì cuộc sống. Nhưng vì tham vọng trong tôi quá lớn, nên tôi phải tìm được công việc xứng đáng với một mức lương đáng giá. Tôi hoàn toàn tự tin rằng tôi đủ khả năng để làm ở một môi trường cao cấp. Thế nhưng, niềm hân hoan trong tôi chẳng thể kéo dài mãi được. Ở công ty đó có một điều kiện bắt buộc đối với tất cả nhân viên. Đó là họ không được có gia đình, nghĩa là phải độc thân. Khâu kiểm tra rất gắt gao, nên anh không thể nói dối. Khi anh cho tôi biết điều ấy, tôi cứ cảm thấy mọi chuyện giữa hai chúng tôi sắp xảy ra trục trặc. Có thể là vì từ lúc yêu nhau đến giờ, chuyện của chúng tôi quá êm đềm, quá tốt đẹp, nên tôi có cảm nghĩ ấy chăng? Tôi cũng không biết nữa. Tôi thèm muốn công việc đó, mức lương đó vô cùng. Không đơn giản mà tôi được nhận vào làm. Tôi đã đánh gục không biết bao nhiêu đối thủ sừng sỏ. Tôi không thể bỏ lỡ công việc đó được. Nhưng tôi phải làm cách nào khi tôi đã kết hôn, đã có gia đình đây? Ở cơ quan ba cô với hai cậu có gia đình đều bị sa thải. Còn một đứa sắp lấy vợ, đành phải hoãn đấy. Sao lại có cái thứ công ty ác như thế nhỉ? Anh cũng chẳng hiểu nữa. Hay là... Không, mình phải tìm cách đã anh ạ. Anh lương tháng 15 triệu mà lại có cơ hội thăng tiến nữa. Mình phải tìm cách đã. Thương chồng, thêm phần cho rằng đã có cậu con trai là sợi dây tình cảm gắn kết tôi và anh, nên tôi đã nghĩ ra cách mà cả đời này tôi phải hối hận. Em nói rằng chỉ có một cách duy nhất này mới giúp tôi vào làm việc ở nơi đó. Em nói chúng tôi cần làm thủ tục ly hôn. Tất nhiên đây chỉ là ly hôn trên giấy tờ. Em nói rằng đợi hết 5 năm theo điều kiện của công ty thì chúng tôi sẽ đi đăng ký lại. Dù sao đó cũng chỉ là một tờ giấy. Anh gạt phát ý tưởng đó của tôi đi. Anh nói rằng không xin được việc này thì sẽ xin việc chỗ khác. Còn anh không bao giờ từ bỏ gia đình này. Thế nhưng dù anh quả quyết như thế, tôi cứ nhìn anh âu sầu, tôi lại không đành lòng. Thế là tôi khuyên anh làm theo đề nghị của tôi, vì đó là công việc không dễ tìm ở thời buổi cắt giảm nhân sự như hiện nay. Và sau nhiều ngày đắn đo, rốt cuộc tôi đành đồng ý làm theo ý của em, vì tôi không còn sự lựa chọn nào khác. Công việc lương thấp thì tôi không làm, công việc lương cao thì không dễ gì tìm được, mà tiền thì chúng tôi đang thiếu để nuôi con với hỗ trợ hai bên bố mẹ. Để đảm bảo bí mật này được giữ kín, tôi bế con về quê vì tôi sợ nếu ở lại thành phố, nhỡ có đồng nghiệp nào đến nhà chơi bất ngờ thì chuyện anh đã có vợ con sẽ bị lộ. Tôi không muốn công sức và tâm huyết của anh bị đổ xuống sông xuống biển. Vậy là mẹ con tôi về quê. Ông bà nội ơi, cháu Đích Tôn về đây rồi. Ông bà ơi, cháu về với ông bà này. Ông về chưa? À, con chào ông kìa, con chào ông kìa. À, con chào ông. Tôi thương em vô cùng. Em sẵn sàng hy sinh mọi thứ cho tôi. Tôi tự hứa với lòng mình, sau này tôi sẽ bù đắp cho em tất cả. Thời gian đầu, anh rất chăm về nhà và đưa tiền cho tôi nuôi con, phụng dưỡng cha mẹ. Thế nhưng sau đó, lấy lý do công việc bận, những lần về của anh thưa dần. Nhưng tiền anh vẫn gửi đều và anh vẫn gọi điện mỗi ngày cho tôi và con.
Phải thừa nhận rằng sống xa anh, tôi không khỏi lo lắng bởi những cạm bẫy nơi đô thị. Tôi đã sống gần 5 năm ở thành phố, nên tôi hiểu mọi mối quan hệ trong cuộc sống không hề đơn giản chút nào. Nên chỉ cần một chút khác lạ trong cách ứng xử của anh là tôi đã có linh cảm đang có chuyện không hay sắp xảy ra với tôi. Em nhạy cảm hơn nhiều người, nên chỉ cần tôi không làm mọi việc theo thói quen là em sẽ nảy sinh nghi ngờ. Thời gian gần đây, mỗi lần em gọi điện cho tôi đều dập máy không nghe. Anh à, em đây. Sao em gọi mấy lần mà anh không nghe máy? Đang bận họp, tối mới gọi nhé. Dù anh đưa ra lý do là bận họp không tiện nghe điện thoại, nhưng quá nhiều lần bận họp của anh khiến tôi không còn tin tưởng nữa. Sự nghi ngờ anh đang cố tình giấu tôi một chuyện nào đó khiến tôi như phát điên phát dại. Từ trước đến nay, anh không khi nào nói dối tôi, không bao giờ giấu tôi điều gì, nên tôi không thể chịu nổi ý nghĩ anh đang cố tình giấu giếm tôi. Không tra hỏi anh thêm nữa, tôi lặng lẽ bắt xe ra thành phố, tìm về chỗ trọ cũ. Bà chủ xóm trọ cho tôi biết anh đã chuyển đi từ năm ngoái. Tim tôi đập mạnh vì anh đã không hề nói chuyện này với tôi. Một dự cảm về chuyện chẳng lành khiến tôi bắt đầu lo lắng, run rẩy. Và chuyện tôi không nghĩ sẽ xảy ra, cuối cùng cũng phải xảy ra. Em không gọi điện cho tôi, mà đến thẳng công ty chờ sẵn. Đợi tôi gọi đi. Cho đến khi khuất bóng sau cái cổng sắt của nhà nghỉ, tôi sững sờ, chân tay run rẩy, bấm số điện thoại của anh. Đúng như dự đoán, anh dập máy. Không giữ được bình tĩnh, tôi soạn nhanh một tin nhắn bảo anh hãy ra cổng trước gặp tôi, hoặc tôi sẽ vào tận trong nhà nghỉ để làm loạn lên. Đọc nội dung tin nhắn, tôi hoàn toàn bất ngờ. Chuyện tôi giấu giếm em bao lâu nay, chuyện tôi tin chắc rằng em không thể biết vì em ở quá xa tôi. Vậy mà hôm nay đã bị lôi ra ánh sáng. 5 phút sau, tôi hớt hải chạy ra. Tôi kéo em lên một chiếc taxi rồi đi tới một công viên. Tất cả mọi điều em nói đều đúng. Cô ấy là em gái giám đốc. Cô ấy yêu anh, và anh không thể làm khác được. Về mặt pháp lý, anh và em đã ly dị. Anh sẽ lo mọi khoản tiền để em nuôi con. Đồ khốn kiếp. Lòng tôi nghẹn đắng lại. Nhớ tới tờ giấy ly hôn đã được tòa chấp thuận, tôi biết mình chẳng thể làm gì được nữa. Bởi trên giấy tờ pháp luật, tôi và anh đã không còn là vợ chồng của nhau. Chỉ trách tôi ngu muội, đã tự đào hố chôn mình. Em lặng im nghe tôi nói, rồi bắt xe về quê. Em nức nở khóc.
Bao yêu thương dành cho tôi trong em đã trôi tuột theo từng lời nói lạnh lùng, không tình, không nghĩa của tôi. Tôi chỉ thương con và thương mình. Thương cho những tháng năm gò lưng nuôi chồng ăn học. Vì thương mình nên tôi hận anh ghê gớm. Tôi muốn tung hê tất cả để anh mất đi sự nghiệp, mất đi người vợ mới cưới. Nhưng rồi tôi lại nghĩ tới khoản tiền hàng tháng anh hứa sẽ gửi cho, để cho tôi nuôi con, chăm sóc bố mẹ. Số tiền đó lớn quá, mà tôi thì đã không làm ra tiền. Người ta nói rằng tiền không mua được hạnh phúc. Nhưng ở đây tôi thấy số tiền anh cho tôi sẽ giúp tôi tạo dựng được cho con trai tôi một cuộc sống đầy đủ, không phải lo lắng từng miếng cơm, từng tấm áo. Anh cũng đề nghị trả cho tôi 1 tỷ tiền công tôi nuôi anh ăn học bao lâu nay. Nói ra, có lẽ sẽ có người đánh giá tôi bị đồng tiền làm thấp đi nhân cách. Nhưng thú thực, tôi có ý định sẽ nhận số tiền này và sống hạnh phúc, quên đi chuyện buồn với anh. Bởi cuộc tình đã vỡ, níu kéo lại cũng để làm gì. Chuyện đã diễn ra quá nhanh, quá chóng vánh. Một tình yêu tưởng chừng như là mãi mãi, cuối cùng cũng đứt gánh giữa đường. Chị không nói rõ lý do anh từ bỏ chị để đến với người khác, nhưng tôi đoán một phần nào cũng là do sức mạnh của đồng tiền. Quả không có gì khiến con người ta thay đổi nhanh chóng bằng đồng tiền. Số tiền càng lớn, sự thay đổi càng diễn ra nhanh gọn. Đọc câu chuyện của chị, niềm tin vào tình yêu chắc có lẽ khiến nhiều người bị lung lay. Một người vợ hy sinh mọi thứ vì chồng, nhưng rốt cuộc họ nhận được gì? Chỉ là sự phản bội đầy lạnh lùng. Chúng tôi biết chị đang buồn ghê gớm, nhưng chị cố che giấu đi tất cả vì chị còn phải nuôi con. Và chẳng một người mẹ nào muốn thấy con mình rơi nước mắt. Thay mặt những người thực hiện chương trình, tôi muốn nói với chị rằng chị hãy can đảm lên, rồi niềm vui sẽ lại đến với chị. Tôi biết niềm tin trong chị chẳng còn được bao nhiêu, nhưng chúng ta hãy cứ phải hy vọng. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Chúng tôi xin được kính chào quý vị và các bạn. Mọi thư từ góp ý của quý vị hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chuyện kể trước lúc 0 giờ a@gmail.com. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt.